Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận đấu hay của tập đoàn Nguyễn Thành Bảo tại vòng 7 và vòng bán kết của giải cờ tướng vô địch câu lạc bộ toàn quốc diễn ra ngày 26 tháng 6 2022, tức là ngày hôm nay. Trận đầu tiên là vòng 7, tập đoàn Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên gặp Trần Thanh Tâm cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.将军，
Trần Thanh Tân tính chơi chiêu thế xe bắt tướng, nhưng Nguyễn Thành Bảo thấy điều đó và đem tốt để che mặt xe, và Trần Thanh Tân đã buông cờ vì không còn nước nào khác. Mà bạn xem trận tiếp theo, Võ Minh Nhất cầm đen thủ hậu gặp Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức. Dòng này là dòng bán kết.
Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Võ Minh Nhất định đâm xe sắt cục nhưng gặp Nguyễn Thành Bảo chơi xong xe rất đẹp. Chăng chuyên. Đến đây thì Võ Minh Nhất đã buông cờ nhận thua. Nếu cố gượng thì quýnh sẽ quýnh như thế này đây. Chăng chuyên. Mà bạn xem trận tiếp theo. Võ Minh Nhất cầm đỏ đi tiên. Nguyễn Thành Bảo cầm đen hỗn hậu. Mời bạn thưởng thức.
chiến đây thì Võ Minh Nhất, Võ Đầu Đầu đã buông cờ nhận thua. Và xin chúc mừng Đọc Nguyễn Thành Bảo ba dáng đều thắng. Và video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.